Thưa quý vị và các bạn, tối mùng 5 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức lễ trao giải các mô hình chỉnh trang đường phố dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với khí thế thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã phát động phong trào toàn dân tham gia chỉnh trang đường phố dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Sau hơn một tháng triển khai, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân. Đến nay, đã có 138 mô hình chỉnh trang, trang trí của các thôn tổ dân phố trên địa bàn 15 xã phường. Qua lựa chọn đánh giá, đã có 89 mô hình đăng ký tham gia thi cấp thành phố. Các mô hình chỉnh trang đường phố tập trung phản ánh không khí đón Tết cổ truyền, mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu, đảm bảo mỹ quan an toàn. Đặc biệt một số mô hình sử dụng đèn LED trang trí với nhiều màu sắc phong phú, hiệu ứng độc đáo, ấn tượng hiện đại. Tất cả các mô hình đều thực hiện phương châm xã hội hóa, huy động sự ủng hộ hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, sự tham gia của nhân dân góp phần làm cho đường làng ngõ xóm thêm xanh, sạch đẹp. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải nhất cho mô hình đường Trần Bình Trọng, tổ dân phố Đồng Tiến, phường Nam Cường, trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 9 giải khuyến khích và 7 giải phụ cho các mô hình trang trí quy mô lớn nhất, mô hình ấn tượng ở khu vực nông thôn, mô hình trang trí có thời gian sử dụng lâu dài nhất, xã phường có nhiều mô hình nhất. Việc phát động phong trào thi đua chỉnh trang đường phố đã trở thành truyền thống, là hoạt động văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá giới thiệu về một thành phố Yên Bái năng động, sáng tạo và đổi mới.